Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta tiếp tục học giáo trình Edito A2 chương 11. Và chương 11 nói về công ăn việc làm. Và trong phần từ vựng Vocabulary về thế giới nghề nghiệp Le Monde Professionnel, chúng ta đã thấy có danh từ Le Curriculum Vitae. Đây là một danh từ tiếng Latin, có nghĩa là lý lịch, và do đó người ta thường viết tắt và cũng đọc tắt là Le CV. Và trong một bài trước, chúng ta đã có một cái bài viết về curriculum vitae, mode d'emploi, les records du CV français. Chúng ta có một bài nói về cách viết CV, cách viết lý lịch ở bên Pháp và theo những cái quy tắc vàng. Ở đây chúng ta coi có 4 quy tắc vàng ở bên Pháp. Và trong bài này chúng ta sẽ nghe một CD, CD số 59, nói về những cái đặc điểm của CV, của lý lịch ở bên Thụy Sĩ, Particularité Suisse. Ở đây người ta chỉ nói một cái đề tựa đơn giản như vậy, chung chung tổng quát như vậy. Particularité là một cái đặc điểm, là một nét đặc thù. Nhưng mà chúng ta phải hiểu, chúng ta đang coi về việc viết CV các cái đặc điểm. Như vậy, particularité đây là các cái đặc điểm, các cái nét đặc thù trong một cái lý lịch ở bên Thụy Sĩ. Và trước khi nghe phần audio thì chúng ta hãy tìm hiểu nội dung của nó. Particularité suisse, các cái đặc điểm, các cái nét đặc thù ở bên Thụy Sĩ. Bonjour, si j'allais travailler en Suisse. Ở đây chúng ta thấy cái câu này có chữ si này, rồi đi vem parfait này, nhưng mà phía sau nó lại là một cái dấu hỏi. Thường thường chúng ta thấy si, đi vem parfait, phía sau là một mệnh đề chính, đi với conditionnel présent là nói lên một cái giả thuyết không có thật ở trong hiện tại. Nhưng ở đây chúng ta thì thấy là si, đi vem parfait, rồi chấm dứt bằng một cái dấu hỏi, không có mệnh đề chính. Như vậy chúng ta không hiểu theo nghĩa là một cái hypothèse, mà đây là một lời rủ rê. À, bây giờ tôi đi làm việc ở bên Thụy Sĩ đi. Mình có một nảy ra một ý định như vậy. Và nếu chúng ta dùng ngôi thứ nhất số nhiều chẳng hạn là nous, si nous allions travailler en Suisse, chúng ta rủ rê một người khác hay nhiều người khác. Bây giờ chúng mình đi làm việc ở bên Thụy Sĩ đi. Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Coach là một người tư vấn để giúp đỡ cho một cá nhân hay một tổ chức nâng cao hiệu suất làm việc. Vậy cái người này họ có chuyên môn là tư vấn cho những người muốn làm việc mà tốt hơn. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. Ở đây chúng ta thấy có đại từ L-Posop. Ở đây chúng ta phải hiểu là L là lơ. Lơ này là nớt. Nếu các bạn chưa làm việc đó, việc đó là cái việc mà đi qua bên Thụy Sĩ để làm việc này. Nếu các bạn chưa làm việc đó, thì hãy abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. Thường thường động từ s'abonner à quelque chose thì người ta dịch là đặt mua, thuê bao, thường kỳ. Thì đó là chúng ta hiểu theo chẳng hạn như đặt mua một cái tờ báo chẳng hạn. Thì cứ tới ngày, tới tuần, tới tháng đó thì người ta đưa báo cho mình một cách thường kỳ. Thuê bao thường kỳ, chẳng hạn chúng ta thuê bao điện thoại, thuê bao công ty điện, một cái đồng hồ điện, thì chúng ta sẽ được có một cái sự hiện diện. Ở đây chúng ta thấy là phải trả tiền, đặt mua báo, rồi thuê bao điện thoại phải trả tiền. Đôi khi chúng ta s'abonner vào một cái gì đó mà không phải trả tiền, như cái kênh YouTube, là chúng ta không có thể là đặt mua, chúng ta cũng không thể dịch là thuê bao, mà là đăng ký. Ở trong tiếng Anh gọi là to subscribe, tức là chúng ta ghi danh vào trong đó để chúng ta có cái sự hiện diện thường xuyên, và cứ hễ có một cái video thì người ta sẽ gửi cho mình. Un coach là người huấn luyện cải thiện hiệu suất của một cá nhân tổ chức. Tôi là người huấn luyện tư vấn. Nếu các bạn muốn đi Thụy Sĩ mà thì các bạn hãy đăng ký vào cái kênh YouTube của tôi. Premier point clé, clé là cái chìa khóa. Point clé, một cái điểm mấu chốt, đó là CV. Khi các bạn đi làm việc ở bên Thụy Sĩ thì có một cái điểm mấu chốt mà tôi tư vấn cho các bạn là hãy để ý tới cái việc viết lý lịch. Alors, il est tradition en Suisse d'avoir un CV plutôt sur deux pages. Là chúng ta đã coi ở trong bài trước, bốn cái quy tắc vàng khi viết một cái CV ở bên Pháp là thường thường người ta viết trên một trang thôi, trừ khi là một người nào đó có một cái sự nghiệp dài, làm việc dài lâu, trên 10 năm thì họ cần phải hai trang, còn chúng ta chỉ cần viết một trang. Thế nhưng mà ở bên Thụy Sĩ, en Suisse, il est tradition d'avoir, tradition là truyền thống thì
phải có một cái CV được viết trên hai trang. Chúng ta để ý, in la tradition de, theo truyền thống thì phải c'est la norme mà, đó là một cái tiêu chuẩn. Ở bên Thụy Sĩ, tiêu chuẩn là phải viết trên hai trang. Souvent les Français qui rédigent sur une page se signalent. Ở đây chúng ta có động từ rédiger, là viết, là biên, là soạn thảo. Và chúng ta có danh từ cùng gia đình với động từ rédiger, une rédaction, là một bài luận của học sinh. Kem học sinh cấp 2, cấp 3 đôi khi phải viết những cái bài luận, đó là bài rédaction. Động từ signaler là báo cho ai, cho người ta biết một cái chuyện gì. Và bây giờ se signaler, làm cho người ta chú ý tới mình. Ý muốn nói là ở bên Pháp thì thường thường người ta viết lý lịch trên một trang. Bây giờ đi làm việc bên Thụy Sĩ, người ta lại có thói quen viết trên hai trang. Nếu các bạn viết trên một trang thì sẽ làm cho người ta chú ý tới mình. Donc vậy thì privilégier un CV sur deux pages. Vậy thì các bạn hãy ưu tiên, động từ privilégier ưu tiên cho cái việc gì? Ưu tiên viết một cái CV trên hai trang, en point, một điểm. Faites des passerelles entre les institutés français et les institutés suisses. Intitulé là cái nhan đề, une passerelle là một cái cầu nhỏ. Đây chúng ta thấy một cái cầu nhỏ không có kiên cố lắm, chỉ để cho người đi bộ, chúng ta gọi là cái pont cũng được. Nhưng mà nói cho chính xác là passerelle. Passerelle ở trong bài này chúng ta hiểu theo nghĩa hình bóng, tức là bên Pháp thì như vậy, bên Thụy Sĩ thì thấy khác. Thì chúng ta phải làm cái cầu nhỏ, chúng ta phải làm một cái điểm bắc cầu, không có đứng dứt khoát ở bên nào hết. Par exemple, en Suisse, on ne parle pas de baccalauréat. Baccalauréat là bằng tú tài. Ví dụ như là bên Thụy Sĩ, người ta không gọi cái bằng tốt nghiệp cấp 3 là bằng tú tài, bằng cái chữ baccalauréat. Les diplômes ont d'autres appellations, donc faites des passerelles. Các cái văn bằng ở bên Thụy Sĩ thì người ta có một cái tên gọi khác, do đó các bạn phải làm những cái cầu nối, tức là không dứt khoát đứng về phía bên Pháp hay bên Thụy Sĩ, chúng ta phải có một cái sự lưu ý. Và chúng ta vừa thấy có danh từ une appellation là một cách gọi tên, do cùng gia đình với động từ appeler là gọi. Ví dụ chúng ta có thường hay thấy AOC, chỗ này là C, AOC ở trên các cái chai rượu, đó là appellation d'origine protégée, là appellation d'origine contrôlée hay là protégée cũng được, là những cái tên gọi chính thức được một cơ quan thẩm quyền người ta cấp cho một cái nhãn hiệu rượu. Chúng ta không có quyền tự đặt tên mà phải được thông qua. Như vậy chúng ta thấy đây là một cái tên rượu gì đó, đây này, Domaine La Roche, và người ta viết ở bên dưới là appellation d'origine contrôlée. Cái nhãn hiệu này, appellation d'origine contrôlée, cái nhãn hiệu mà người ta dán lên cái chai rượu này đã được kiểm chứng rồi. Les diplômes ont d'autres appellations, donc faites des passerelles. Autre point clé, một cái điểm mấu chốt khác, sur votre CV, indiquez si vous êtes titulaire d'un permis de travail. Một cái điểm mấu chốt khác khi các bạn đi làm việc ở bên Thụy Sĩ và khi các bạn phải viết lý lịch, thì hãy ghi lên lý lịch là các bạn có một cái giấy phép lao động hay không. Trong danh từ titulaire này, chúng ta thấy có chữ titre. Titre là một cái danh hiệu. Titulaire, một người có quyền, một người có hình thức có quyền. Ví dụ một người đứng tên một cái hộ chiếu thì gọi là titulaire de passeport. Ví dụ ở cái trang đầu của hộ chiếu, người ta yêu cầu chúng ta phải ký tên, và cái người ký tên là phải người đứng tên cái hộ chiếu này, titulaire de passeport. Khi viết lý lịch ở bên Thụy Sĩ thì chúng ta phải ghi xem chúng ta có giấy phép lao động không. Il existe différents permis. Bởi vì chúng ta biết có nhiều loại permis. Permis là một giấy phép. Permis L, permis B, permis C, permis G. Mentionner les. Thì vẫn cần phải viết rõ là mentionner là nêu lên, viết lên các cái permis, các cái giấy phép loại nào. Alors, une parenthèse pour les Français. Và như vậy, ở đây tôi xin mở ngoặc nói về một cái chuyện đối với các người Pháp. Parenthèse là cái mở ngoặc đơn. Beaucoup de Français écrivent permis B, ils parlent de leur permis de conduire. Đối với rất nhiều người Pháp
khi họ ghi chữ permis B, permis B ở trên trong số các loại permis, các giấy phép này, thì người Pháp đó họ lại nói về cái giấy phép lái xe, permis, nhưng mà các bạn hãy coi chừng, permis B en Suisse, ça correspond à un permis de travail. Ở bên Thụy Sĩ, permis B không có nghĩa là cái bằng lái xe như ở bên Pháp, mà là một cái giấy phép được phép lao động. Chúng ta thấy ở trong hình bên tay phải, đây là một cái giấy phép lái xe, permis de conduire của Pháp, F của France. Và các ngôi sao này nói chung là có hiệu lực ở trong Liên minh châu Âu, thì ở dưới này người ta đề là B, permis B là bằng lái xe các cái xe cá nhân, xe ô tô nhỏ. Nhưng mà ở bên Thụy Sĩ thì permis B không có nghĩa là cái giấy phép lái xe của xe hơi cá nhân, mà là tương ứng với một cái giấy phép lao động, donc permis de travail, par exemple, permis B et en dessous, permis de conduire. Như vậy khi chúng ta ở bên Thụy Sĩ ghi là permis B, chúng ta phải ghi ra là permis de travail, giấy phép làm việc. C'est une confusion qui souvent se produit pour les candidats français. Đối với các ứng viên người Pháp, đây là một sự mơ hồ lẫn lộn, bởi vì chúng ta quen dùng permis B cho giấy phép lái xe. Bây giờ qua bên Thụy Sĩ thì người ta lại dùng permis B cho giấy phép lao động. Autre point, một cái điểm khác, il est habituel sur un CV suisse de marquer des références. Il est habituel de, cũng giống như ở bên trên, il est tradition de. Ở bên Thụy Sĩ có một cái điểm khác nữa là người ta có thói quen trên một cái lý lịch thì phải ghi các cái điểm tham chiếu. Và bây giờ chúng ta coi reference là gì. Ví dụ, dans telle société, là chúng ta làm việc ở trong xí nghiệp nào, telle société, reference François Maréchal, và cái điều tham chiếu đó là cho ông François Maréchal, ông ta là giám đốc bán hàng. Và như vậy chúng ta vừa thấy danh từ reference có nhiều cách dịch là sự tham khảo, sách tham khảo. Khi chúng ta biên soạn một cuốn sách thì đó chúng ta phải ghi chú ở một cái trang là chúng ta đã tham khảo những tài liệu nào, sách nào. Và lời dẫn, khi chúng ta trích dẫn một cái câu nói hay một cái chi tiết nào ở đâu đó, chúng ta phải để reference, lời dẫn. Nhưng mà ở đây chúng ta lại nghĩ reference trên một cái lý lịch, chúng ta phải nói chúng ta làm việc ở đâu, rồi ai là phụ trách cái hồ sơ của chúng ta để cho người ta dễ tìm ra. On marque les références, mais pas forcément les coordonnées directes pour contacter ces personnes. Người ta ghi tên của cái người mà chúng ta tham chiếu đó. Chẳng hạn như bên trên chúng ta ghi tên là cái ông Marichal này, nhưng mà không dứt khoát cần phải ghi ra các cái số điện thoại, số email của ông ta để có thể liên lạc với người này. Chúng ta phải ghi vào, nhưng mà không dứt khoát cần phải ghi ông này có số điện thoại nào, địa chỉ ở đâu, rồi email là gì. Và bây giờ chúng ta nghe phần audio của CD số 59 này. Bonjour. Et si j'allais travailler en Suisse? Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. Premier point clé, le CV. Alors, il est de tradition en Suisse d'avoir un CV plutôt sur 2 pages. Hein. C'est la norme. Souvent, les Français qui rédigent sur 1 page se signalent, hein, donc privilégier un CV sur 2 pages. Un point, faites des passerelles entre les intitulés français et les intitulés suisses. Par exemple, en Suisse, on ne parle pas de baccalauréat, les diplômes ont d'autres appellations, donc faites des passerelles. Autre point clé, c'est votre CV. Indiquez si vous êtes titulaire d'un permis de travail. Il existe différents permis, L, B, C, G, mentionnez-les. Alors, une parenthèse pour les Français. Beaucoup de Français écrivent permis B, hein. Ils parlent de leur permis de conduire, mais attention, permis B en Suisse, ça correspond à permis de travail. Donc mettez permis de travail, par exemple, permis B, et en dessous, permis de conduire. C'est une confusion qui souvent se produit pour les candidats français. Autre point, il est habituel sur un CV suisse de marquer des références. Par exemple, dans telle société, référence Monsieur Maréchal, directeur de vente. On marque les références, mais pas forcément les coordonnées directes pour contacter ces personnes.
Chúng ta vừa nghe một người nói, đó là ông Yves Gauthier. Ông ta là một chuyên viên tư vấn và ông ta nói rất là rõ ràng và nói theo cái giọng văn nói. Do đó chúng ta cũng nên nghe đi nghe lại cái audio này, cái CD số 59 này rất là thiết thực. Trong đó có một số từ vựng về việc làm và cái cách nói tư vấn của ông Yves Gauthier rất là sáng tỏ, rất là rõ ràng. Ông ta khuyên chúng ta một số điểm khác biệt khi viết CV ở bên Thụy Sĩ nếu chúng ta đi làm việc ở bên Thụy Sĩ. Và bây giờ chúng ta trả lời một số câu hỏi. Câu thứ nhất, qui est Yves Gauthier? De quoi parle-t-il? Yves Gauthier là một coach emploi, là một người tư vấn về công ăn việc làm. De quoi parle-t-il? Il parle de la rédaction d'un CV suisse. Ông ta nói về việc là soạn thảo một cái sứ lý lịch ở bên Thụy Sĩ. De quelle norme suisse est-il question dans le premier point clé? Trong cái điểm mấu chốt đầu tiên, thì cái quy chuẩn, cái tiêu chuẩn ở bên Thụy Sĩ, đó là vấn đề gì? Cái quy chuẩn đầu tiên ở trong viết lý lịch là ở bên Thụy Sĩ. Il est tradition en Suisse d'avoir un CV plutôt sur deux pages. Chúng ta đã coi trong bài trước, ở bên Pháp chỉ thường viết là trong một trang. Nhưng mà bên Pháp thì người ta có thói quen, theo truyền thống thì người ta viết CV trên hai trang. Câu hỏi số 3, quel diplôme français est mentionné? A-t-il une appellation suisse? Câu hỏi số 3, người ta hỏi là cái văn bằng nào của Pháp đã được ông Gauthier nêu ra trong cái bài tư vấn này? Và ở bên Thụy Sĩ thì có một cái tên gì khác không? Cái diplôme mà ông Yves Gauthier đã nêu lên ở trong bài tư vấn của ông ta, đó là bằng tú tài, le baccalauréat. Và bây giờ người ta hỏi là cái bằng tú tài này bên Thụy Sĩ thì có một cái tên gọi gì khác không? Bởi vì bên Thụy Sĩ người ta không gọi là baccalauréat, vậy người ta gọi là gì? Thì người ta gọi là maturité, M-A-T-U-R-I-T-E, accentuée, maturité. Như vậy chúng ta thấy cùng là một cái cấp học, cùng là một cái mức học, nhưng mà chúng ta thấy là bên Pháp người ta gọi là baccalauréat, trong khi bên Thụy Sĩ là maturité. Câu hỏi số 4, est-ce que le permis B pour les Français? Đối với người Pháp, permis B là gì? Chúng ta thấy ở trong bài, permis B đối với người Pháp là giấy phép lái xe. Chúng ta đã thấy cái chữ B này được ghi trên giấy phép lái xe của Pháp, permis de conduire, thì B này là dùng cho giấy phép lái xe. Bởi vì khi nói về permis B thì người Pháp in parle de le permis de conduire. Nói từ permis B thì người Pháp hiểu đó là đang nói về giấy phép lái xe. Câu hỏi số 5, qu'est-il habituel d'ajouter sur un CV suisse? Trên một cái sứ yếu lịch của Thụy Sĩ thì thường thường người ta thêm chuyện gì? Thường thường người ta thêm vào cái référence. Référence là khi chúng ta làm việc ở trong xí nghiệp nào đó thì phải có một cái người để chúng ta liên lạc tham chiếu. Chẳng hạn như là chúng ta làm trong một cái xí nghiệp nào đó thì chúng ta có cái référence là ông Marichal, ông ta là giám đốc về bán hàng. Xin chào tất cả mọi người.